Bốc thăm vòng chung kết ASEAN Cup 2019, Việt Nam vào bảng tử thần với ông lớn Tây Á. Chiều 5 tháng 7 đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam ASEAN 2018 ở Indonesia. Kết quả bốc thăm đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Đây được xem là một bảng đấu với cơ hội đi tiếp rộng mở cho U23 Việt Nam. Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Nepal xếp thứ 161 trên thế giới, trong khi vị trí của Pakistan còn tệ hơn 201. Pakistan đang là đội bóng châu Á có thứ hạng thấp nhất theo đánh giá của FIFA. Như vậy, đội tuyển Việt Nam chỉ ngại Nhật Bản và hoàn toàn có khả năng giành một kết quả có lợi trước Pakistan hoặc Nepal, qua đó giành một trong hai vé đi tiếp của bảng D. Ở lần bốc thăm này, U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 2, thành tích Á quân của vòng chung kết U23 châu Á cũng mang lại những lợi thế nhất định cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong việc chia bảng đấu. Môn bóng đá nam ASEAN 2018 sẽ khởi tranh từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 tại nước chủ nhà Indonesia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.